em tính chuẩn tới bao giờ? Đây là xác thịt để kho hả Phương? Dạ. Kho với xào. Nguyên liệu ướp sẵn vô đây hết, sáng mai là nhà mai mới dỗ nên bữa nay xuống nhau mấy chị lại. Đây là bà con của bác không, mấy chị em không chứ không có ai hết trơn á. Ồ. Ở đây là 90 hộp vịt đây hả? Quá trời. Em sao xương này bữa nay mình không tụng ta? Tại em trụng mà mình thương nó kêu trụng rồi, trụng bỏ vô cái nó đục nước. Hôm mai mình trụng cái mình bỏ vô trụng, nó đục. Tại vì nó cũng nhanh mà. Thì ngày mai giấc sáng mình thức dậy không không mình không hứa. Mình không hứa đâu. Mình nói ngày mai mình vô ngủ gì lắm nữa. Mai sáng mình không hứa. Hôm qua tại không có chuyện gì nhiều, có nóng là nó dữ quá, nó dữ quá rồi Thắm ơi, ngày mai mình tắt điện thoại Thắm ơi. Mình ngủ nhà trên, mình đâu ngủ nhà dưới đâu, cho nên là mình tắt điện thoại mình ngủ nhà riêng mà. Mình họ kiếm ghế gì cao cao á, kê là đó đinh rồi thành buồn chuối. Tám chỗ khác ở đây nó ướp thịt kho luôn rồi. Ớt là nấu ra hả? Dạ. Hôm qua thấy nhím nó nấu ớt nấu mình tham bỏ cối xay đâm cái gì mình em đâm đó. Bên nhà này có cối mà ta xay vô cối cái đâu. Mình rứt luôn. Để họ kho nó nhừ. Kho nhìn có miếng miếng cho nó ngon, nó cuốn cuốn cái đúng rồi, đúng rồi. Nhìn nó ngon nè. Cái gì vậy? Nhìn vậy thấy ngon đó. Ai nấu cho con người luôn. Thợ này sao bóc không à? Thợ này là thợ kệ đi, kệ đi. Thợ kệ không à? Để cái tủ cho bà nữa đó. Bà hai có nói sao không ạ? Tay vô đây bỏ thôi, đã xíu lụng rồi. Em là kệ đi, để gì sao? Với kho hồi nấu nhừ ra. Thợ đụng. Rồi đó, ớt chút xíu thấm rồi cái mình kho. Còn cái bắp cải này là, bông cải này là để cắt để cái bông cải này với này để ngày mai mới làm ha. Cái nồi thịt này là như 8kg hay 10kg? 10 kg, 12 kg rồi. Thịt này 10 kg. Thịt này hơn 10 kg. Hơn 10 kg. Giấy này có thể là 10 kg. Mấy chục hộp vịt quá trời. Quá trời luôn rồi. Mà không có nhiều con cháu, không có mời khách. Thì nó thấm cái hả bác ơi. Không có mời khách gì trơn. Dân nhà. Cái nồi thịt kho nè cả nhà. Đây là đẩy cái bao á. Đang ra ngoài xăng kho cho nó rộng rãi. Ổ này mở hay gì kêu? Mở đó. Chút mình lấy mở mình bỏ vô cá kho được không? Ngán không? Ai biết mấy bà thích thì không có ý ý. Tao đâu có ăn đâu bạn, tao đâu biết ăn cá giò đâu. Vậy hả? Chứ đâu có biết ăn cá giò đâu. Vậy cái mỏ này mình để dành lại mình kho cá nhé. Hả? Quá trời cái nồi thịt kho. Chế phái cái nọng kho lắm á. Nồi thịt này nó biểu luôn rồi Kiều ơi. Đây là tiên giang theo phổi để làm lẩu cù lao. Bây giờ không còn cù lao nữa. Hiếm mai bé mà kiếm cho phép đây. Đá chung mà trong góc nữa. Mấy cái cục đá không? Nãy ai xài đấy nghe nó bén dữ lắm, không biết nấu gì không được. Nãy giờ. Dao cán xanh mới bén. Nước dùng cũng rộng một tí. Con bỏ nó là phải nấu người đầy son đó. Ra hôm nấu nhiều nhiều mà quay lại nó có son nhỏ là được rồi. Cái nồi đó là phải đầy nhóc một con. Cái son bự đi. Son bự qua đâu rồi? Ở qua. Cái son bự hôm qua mất rồi. Rồi bỏ hệ xương vô là biết nhiêu nước người ta rồi đó. Cái son bự hôm qua nấu thịt rồi để coi còn son nào nữa để vô. Cái son này.
cái phổi ha, cái xương đó là để làm nước dùng ha. Còn cái thịt này là thịt để cuốn cuốn bỏ lẩu đó ha. À, xào hả? Nhà thịt cuốn trong nhà. Còn đây là gan ha, ruột gan. Cái gan này để xào với bỏ lẩu hả? Tới này dòm dòm này cái này. Cái này ta ruột khỏi vừa hơn năm rồi không? Rồi mềm quá hả? Rồi mềm quá hả? Tao rồi có gục. Mấy bà đi, sau lưng nó đó mấy bà quá. Mấy bà thiệt luôn á. Tốt tình cả vậy đi. Chứ cho đàn bà ta nuôi con ta đồ cũng ha. Cũng kỹ lưỡng hơn đàn ông, đàn ông chơi với chân đi kiếm coi. Đâu thấy không? Mình đâu bây giờ á. Dạ. Hai ba năm chơi đi quay quay lại tới giờ tốt nữa. Giờ quay nó mới 4 năm tới giờ ông ăn nữa. Ta mắc năm nay được 4 năm. Ừ, năm chứ ba thằng đi chia hết người này tới người kia đây. Nội ngoại gì cuối tháng 6 đó. Lớp cậu. Nhớ ai chết bà khóc chết tát nữa đó. Lớp cậu, lớp nội, lớp bà nội, lớp bác thì ô chết lia chia. Được rồi hát không? Lên coi đây. Nè, hát không? Được rồi đấy chứ. Rồi mình vớt ra mình giữ cái nước lại mình hâm cái kia hả? Lấy cái nước lại hấp cái này nè. Hồi nãy chứ chế đổ. Đổ hồi nãy chế đổ chưa hết nước á. Đổ vô trong cái chảo kia được rồi. Ừ. Lấy cái gỗ kia rồi kia gì đổ qua luôn rồi đổ qua bắt lên luôn. Cái cuốn này là mình đã hấp rồi nó ra thành vầy này cả nhà. Tắng là gì em đi tắng rồi em lên một mấy đứa nhỏ nhà cưng. Dạ. Mấy chị này cũng tiếp. Không phải còn mấy cái vừa cho hú út cái nữa con. Còn tám cái vậy. Số ô dở cái vừa hôm lên số nó cứ quẹt cái ngót rồi mình. Sao bắt nước nó lẩu vậy? Dạ nó lẩu rồi. Cái xương ở đây. Trần hả số? Có trần chưa? Trần không? Có trụng không? Chắc là chắc phải trụng. Trụng mình rửa sạch là mình nấu nó không có bị đục nước. Còn nước dừa đó chị. Còn nước dừa nữa để bên đây. Không biết sao mình còn bỏ xương rồi mình gắp xương ra mình đổ nước dừa vô cái này. Có nắp mình muốn mau sôi, có nắp đậy lại đang sôi mới bỏ xương vô. Dạ. Tôi trụng cái này, cái tôi trụng xương cái rửa sạch để gắp lên. Nữa bỏ một bụng đá. Cái lò này trụng cái này rồi bà nè, cái bắp cải. Chắc là chờ một số bữa rửa xong. Bắp cải rửa rồi lên trụng bắp cải luôn. Bà này bà cầm dao bà đi bự rồi bà nhá thì ghê vậy, nhẹ nhẹ bà sắn gì không à. Mà sao sao luôn tí rồi mấy đường mà sắn gì vừa thôi cha. Bà cầm cái dao bự đó chứ phải dao nhỏ đâu. Trời ơi sao bực tới đây nè. Trời ơi nó vậy đó con bây giờ mà. Vậy chứ cái này là giá là vậy đó. Sôi lên từ chắc xuống xuống cho chết liền. Chết liền. Vừa bà không giúp gì bà nào. Bà né qua bên đó đi, còn đẩy nữa. Trời ơi ta làm trên bên quá mà qua đây chi. Bắp để hờ hờ. À vậy hả? À, hồi nãy tôi làm nổi hết mà biết quả mua không? Người ta nói nhiều nhiều bả la ta một hơi, bả nói kệ ta đi từ bắp cải kệ ta đi chung nhà ta nấu như ta nấu đi bà gì hả? Nấu như ta nấu. Nó là nếu mà còn dạ. Còn vô về dư thì mình để bắp cải nhà này hay ăn bắp cải. Hay xào mì luôn bắp cải. Nhà này ưa ăn mà mua cũng ấy ổng nghĩ không tôm.
quá trời nhiều cái mẫu con ha. Ừ, cưng tôi cưng vô tư hả là chở từng kỳ ra chở đi tới nhà bác ba gửi xe đi bộ chứ chờ có con đường từ đó lại đây khủng khiếp quá. Cái ở trong cái khu này là khu bị chia cắt tư hả? Cái khu này là khu chia cắt nè, không ai hả, ai tới nó cũng bắt tiền hết trơn á. Dạ nó mới đi á, nó đi ngoài đây bánh tét lại tính chứ hằng học cũng không có đi mua gì mà tính chứ hằng đem vô rồi mà chứ hằng bá bị chặt cái lưng rồi nó không vô được, ghéo lửa không có nước sâu chứ. Máy ghéo gì thắm ơi. Cái bếp này để xong thịt kho lên chịu nổi không? Dễ gì dễ gì. Ê bà vô bà mượn bà hai người kia nước xong qua đây nhà. Dễ gì về chịu đựng được mà dưới cái chục khùng bia chứ. Nước sôi nghe. Nước sôi nghe. Nước sôi nghe. Là mấy nàng ở dưới quê nó. Ê dĩ này giờ bỏ đâu vậy bà Ngân? Sao kệ sau lưng hả Phương, bỏ lại sau lưng Phương ra sát cái góc đó. Ở đó cũng có một cái. Này nhá. Nó né tụi gì à. Sáng bị đen luôn thấy không? Cái nước mà nãy mình vô nó nhìn thấy hơi xấu ha. Sáng vô bị sậm mà tôi nói nước dừa vậy đó, rồi mình thấy trắng mà sáng nó lại dừa. Mà bây giờ mình thấy dừa là sáng nó đen đó. Giờ thêm nước màu đi về phải không? Qua thêm nước màu qua trắng dữ lắm luôn. Ừ. Qua số thắng thì biết bao nhiêu nước màu chứ không phải miếng đâu. Em không có dám mà bỏ nước màu. Sợ nó đen. Hôm qua trắng nó bỏ trong luôn rồi. Tại sao? Mình để lên bộ dán, vô bộ dán đó mà thấm bộ dán chỗ mình dọn chưa? Mấy nhỏ là chén rồi đem vô. Vậy hả? Có dừa bỏ lẩu chưa bà Tư? Dừa. Có ai chặt dừa chưa? Ai chặt dừa hay gì đó? Chưa chặt dừa chứ không làm được cho nên không phải làm. Nông dân giỏi nhưng mà. Dâu nhà này á trời. Dâu giờ đặt này dâu nhà này nấu cổ ha. Cho chỗ này nó dơ không? Hay là mình đẩy xích tới nó dơ? Bỏ lại đi, chút mình bỏ lại đi. Tôi múc đi thôi. Múc đi ăn mình sắp ra. Bà làm cà phê này tôi chặt chưa? Không làm nào. Gì nữa? Chặt dừa. Nó chặt dừa, nó lẩu cho chặt dừa làm trà đường. Trời ơi, nó cổ mà không chặt dừa chi vậy? Ai biết đãi cây trà đường, tính đãi nó dừa đó chứ. À, vậy tính đâu ngon vậy đó hả? Chặt hết thì dừa đi, cho mỗi vô nó lẩu. Dừa đấy. Dừa nha. Dừa đèn ném. Từ lấy dẻo, xào xào lớn mà nó ném nữa kìa. Thôi ta hốt vừa thôi, ở lát thì gọi còn ém kia để trên ở trên đây. Chịu rồi. Chút thôi dễ này phải không? Dạ. Ế, đẹp đẹp xuống luôn. Ừ, đẹp 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 lớn mà có ghế gì không, có ghế gì không nữa, không thấy nè. Mới đây chứ chứ gì tới vậy? Thì để mình bắt lên thêm bộ dáng đi rồi lát rồi mình đi, rồi đầy đủ hết mình mới đem lên mà. Bả về cái mình dắt lên. Ừ. Cô cúng cổ cái tám rưỡi à. Dạ. Nước nào? Mấy bà ơi. Rồi lẩu này rồi cho niêm hạt niêm hay niêm muối vậy? Niêm hạt niêm á chứ. Hạt niêm muối rồi có thuốc cẩm lại loại sọn đi. Nhiều nó đen luôn kìa. Nhiều người chê hạt niêm. Hạt niêm nhiều nó đục. Đúng rồi. Nó đang sôi lên số đổ hạt niêm vô rồi số dứt bọt là nó không có đục. Niêm đường phèn đi nó lật nó niêm đường phèn nó ngon. Vậy đó nó đang sôi mà mình thấy hạt niêm vô là nó không bao giờ đục chứ. Mình dứt bọt là nó không được. Sôi bỏ hạt niêm rồi nó không đục đúng không? Đúng rồi. Em nó sôi bừng lên số dứt bọt là hết được. Cái này thằng tàu nữa kìa Phương ơi. Dạ. Thằng tàu vô nữa coi cho đủ bộ nha. Em đang suy nghĩ là còn miếng tỏi nè, với lại tiêu nè. Ê
tiêu xong ốp vô đây quên má ơi đi chổng mẹ rồi lỡ cái lẩu rồi mình gắt tiêu lên trên chứ gì trời mới thấy này à chứ hả ở nhà bây giờ vô tới đây rồi chứ hai đi đi bộ hả lâm sinh hả chứ hai đi bộ hả dạ chưa có trả chưa đâu em tại chảnh nó điện quá trời hư hư hết mấy trái hư hai trái rồi cúng thì múc nước vô rồi cúng ốc trái ơi ủa hai rồi mình có ốc trái hả có em trong thùng đá luôn cho nó thùng đá để các bạn bây giờ mình bỏ ngò gí lên dĩa đầu xào hả? Chùm chùm lại chứ chùm chùm lại chùm lên ngò gí xào bỏ vô cái lẩu cộng hai cộng. Nãy giờ nàng này cắt chúng tép. Không hay à? Không hay. Lo đi. Hồi nãy hay mà quên. Lo đi giao thiệp. Hồi nãy hay mà quên á. Nó nói em đi cắt bông tép mà rồi em nói là em mới tập trung quá không kịp luôn. Số không có quẹn. Thì đó, ý là bà chị dâu này gói tép được quá. Ừ. Số hai dĩa đi lên đây. Dĩa nhỏ số quẹn. Dĩa nhỏ á. Dĩa nhỏ được rồi. Dĩa nhỏ, dĩa bự. Ê đây số rồi, có rồi số. Thử lên. Cái lóc sáng luôn trời. Mở tủ lạnh cho nó đi. Dạ. Rồi, nhập đi từ nhóc ở trên rồi. Đãi đó ăn hồi đầu mình ăn khi ít chút. Ừ. Vụ cho uống nước rồi mà cho hết để thằng lát là. Ăn cái kia hết. Cúng thì để dưới đi rồi chừng nào mình cúng rồi mình để vậy đi, chừng nào mình chuẩn bị ăn mình hả để lên nước vô rồi lại. Chừng nào mình chuẩn bị ăn mình hả để lên bếp ra. Dạ 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 cho nó mâm nó tên người gõ mãi mâm cái gì vậy đâu có cái ghế chưa mẹ lúc có mâm nó có dạ con đem ba cái gì khách ngoại đi có cái gì có cái ghế này để chưa để cái ghế được hay có để ghế Ủa rồi cái võng hay đây được không? Để võng hay đó được không? Để đâu mà? Để cho cái ghế này. Để mỗi một chỗ cái dĩa bún, một mỗi một chỗ cái dĩa bún. Cơm mốt cơm để đó luôn. Cơm mỗi chỗ cái luôn con. Ừ. Con cứ mỗi cái. Mỗi chỗ một cái vậy đó. Nhìn nào muốn chưa? À. Vậy mà còn lấy quay tới giờ này chứ. Nó để nhí nó giải quyết. Để nhí nó giải quyết.
quyền đây gì? Rồi rồi ở đây là đất đai hả? Không. À, của quyền bên nào kìa? Quyền chính giữa. À, có biết đâu cha? Ở chảnh con dọn cúng thôi, con cũng chẳng biết kêu bằng gì. Còn nhí làm rồi hết rồi. Ừ. Cái thủ. Chút hú tôi lại đó. Không. Cho cái mẹ nó ở nhà ông bữa. Trời ơi. Hoài chắc chết tôi rồi. Đây bà Sáu cũng không có về. Nó điện giật á. Cái linh nó không có đi chích gì vậy cho nó không có đi chụp hình gì cho mình đi chích nó sao biết tao không đi chích đi chụp hình không được nó buồn mình mấy mắt mày kia mà nó tay quen nó bây giờ cầm thuốc uống đi coi như là mình té xuống nó bị lọt cái này không biết nó có chích không thì nó hoài cái này nó tận sinh sống xuống á nó tận sinh sống gì là sinh sống nó luôn này là cháu nội luôn lại cũng được không phải nói vậy cái nhà tôi nghe nhà tôi thích nghe cái đầu thích nghe cái đầu quá cái đầu tôi nghe thích nghe gì đó con máu nghe cái phải đâu nữa hay dở dẫm đầu dở còn biết ở đây hả đây. Ờ, vô sốt 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 vô đây nè sốt vô đó sốt ngồi đây nè sốt chán lắm nè sốt ngồi đây nè em ngồi đây em chưa ăn đâu em chưa chút rồi em còn đi vòng vòng á ăn gì tự làm sáng chết á bà hàng bữa ghé bả cái lưng bả đau bả đi gì nổi bả nói trời nó tựng cái đít tao xuống một cái hên bả nói Thi Thắng nhỏ đứng Thi Thắng lớn đứng bờ một bên có qua dựng mới ghê chứ làm quá trời làm xe mà không dạ, xài cái dựng cái chống dựng. Ừ. Dạ, không có mà nhông có nhà có hàng chị phâu. Ừ, bỏ gì vậy? Sợ đất ơi tôi bữa hổm cái cục sạc để cái sạc để thổi tôi còn lết. Ừ. Cái sạc để thổi tôi còn lết. Cái giá mình nó chơi tăng bự ngay thứ hai. Đi con. Nhóc bé ơi còn nhóc này ngồi chứ ơi. Nó ăn chưa sốt? Nó thì mẹ nó rồi ăn độc độc không em. Người ta chỉ ăn bún ăn đồ ăn cũng thiếu. Dạ. Yeah. Ăn bún hả? Không có đầu tiên hỏi nè ăn cơm ăn bún nên ăn bún. Cái rồi cái nó nghĩ nó không ăn bún. Trời nó không ăn nó làm gì đó. Nó ăn rồi nó nói đặng để dưỡng cho nó ăn. Thôi mấy đứa mà nó kén ăn á nó ốm. Còn như thằng Bin là đương nhiêu quần Bin lùa hết nhiêu cho nên Bin nó bị ngăn chặn lại. Bin phải mất can. Mấy đứa can nhiều, không can Bin là không biết giờ Bin lăn luôn á. Can dữ lắm đó. Không đủ đô nó đâu có chịu đâu chứ. Trời ơi mẹ ăn nhẹ vậy. Cái ăn con mỡ gì đó ngon. Ờ nó không đủ. Nhưng mà giờ có biết gì ghém ha. Ờ còn. Dặn luôn lại tư. Cái này nó ấy luôn chứ nó không có gà gì hết à. Không. Tính là sợ có gà mà mình quên á. Không có năng cái gì. Ở đây là sòng nhí. Sòng nhí. Nãy giờ nó xấu Bin quá trời Bin à. Nhí rồi rồi tới mình. Nãy giờ nó xấu Bin quá trời. Hả? Còn nhóc. Nó đang mẹ gấp cải rồi, cải xanh rồi. Thấy mà sáu đó là
nữa tới ta ăn tới nữa. Người ta ăn no rồi. Dạ. Người ta ăn no rồi. Giờ mấy lần nãy giờ em ăn 20 cuốn. Hút nửa chén, nữa chén hai ba cuộn rồi. Rồi em ăn không nữa, em ăn 20 cuốn. Mở này cũng ngon thế nè. Ngon ăn sắm cục cho chép.